Xin chào các bạn nhé, hôm nay máy công nghiệp Thanh Hưng xin giới thiệu với các bạn hai cái chảo sầu nhân công nghiệp với dung tích là 100 lít ạ. Đây là hai cái chảo sầu nhân với cấu tạo 3 lớp và gia nhiệt cách thủy bằng dầu truyền nhiệt. Đây là loại chảo xào nhân cao cấp hiện nay với cánh khuấy lệch tâm ghép sắt đáy và thành, cũng như là sẽ có biến tần điều chỉnh tốc độ cánh khuấy nhanh chậm ạ. Và đây là cái bảng cổ điện của máy, sẽ có công tắc bật nhiệt và công tắc của cánh khuấy. Cánh khuấy thì sẽ có công tắc của biến tần điều chỉnh với tốc độ cánh khuấy để nhanh chậm. Đặc biệt cái chảo này sẽ nghiêng đổ bằng cái tay quay nghiêng đổ một cách dễ dàng như này ạ. Cánh khuấy lệch tâm xéo từ trên này xuống dưới và sẽ tháo rời rất là tiện lợi bằng cái khớp lối đây, có tiếp lông chuyên dụng ghép sắt đáy và thành ạ. Chảo này thì sẽ được cấu tạo 3 lớp qua lớp bảo ôn bên ngoài này, giúp các bạn an toàn khi sử dụng cũng như là tiết kiệm điện. Cái van ở dưới đáy này chính là cái van xả cái lớp dung môi truyền nhiệt. Lớp dung môi truyền nhiệt thì các bạn có thể là sử dụng bằng dầu ăn hoặc là bằng nước hoặc là bằng dầu truyền nhiệt. Chảo được lưng đỡ bằng khung vuông 50x50 dày 1,5 ly và có 4 bánh xe để di chuyển dễ dàng cũng như là khóa lại ạ. Nếu như các bạn có nhu cầu đặt mua các cái loại chảo xào nhân máy sen nhân tự động như thế này hoặc là chảo xào nhân máy sen nhân sử dụng điện và ga, dung tích thì rất là đa dạng, từ 50 lít, 100 lít, 150 lít hoặc là 200 lít hoặc là 300 lít hay lớn hơn nữa, thì liên hệ với lại máy công nghiệp Thanh Hưng ạ. Ngoài ra thì chúng tôi nhận gia công sản xuất tất cả các mặt hàng, ví dụ như là lồi inox này, lồi lưu rượu, lồi chung cất rượu, chung cất tinh dầu hoặc là các cái loại máy rửa công nghiệp khác. Nếu như các bạn có nhu cầu thì liên hệ với lại máy công nghiệp Thanh Hưng qua số điện thoại ở trên màn hình 091 888 9768 hoặc là số 0908 312 438, hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp tại xưởng sản xuất của chúng tôi, địa chỉ tại 163/8 Phạm Văn Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái mặt sau của chảo ạ. Tôi sẽ đi lại cái mặt sau của đây là đằng sau đấy ạ. Các bạn thấy là sẽ có một cái van để rót cái lớp dung môi truyền nhiệt bằng cách các bạn tháo ra. Các bạn ấy đổ cái lớp dung môi truyền nhiệt vào đây. Và các bạn theo dõi lớp dung môi truyền nhiệt qua cái kính thật này. Cái máy này thì sẽ có công suất tiêu thụ là 12 kW trên 1 giờ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.